Chương 322: Áp lực. Đại chiến kinh thiên cuối cùng hạ màn, Linh Quang Đài bị phá tan chật hoang. Hai cái hố sâu thật sâu khiến người ta lạnh lẽo, biển người vô số quảng bình đài đều lặng yên nhớ lại đối chiến kinh thiên vừa diễn ra. Mắt nhìn tên thiếu niên trên cao tỏ vẻ kính sợ. Nếu nói lúc trước, đó người ta hoàn toàn xem hắn như tân sinh mạnh mẽ, một hắc mã nổi tiếng, bây giờ họ là hoàn toàn nhìn bằng con mắt khác. Một con mắt sùng bái với cường giả đỉnh cao chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Hắn là đã có tư cách xếp hạng bả thiên bảng. Thành tựu cao như thế khiến mọi người sợ hãi. Mục Trần gia nhập Bắc Thương Linh Viện chỉ khoảng nửa năm, thân hắn tăng trưởng, trưởng thành khiến người ta chấn động. Thiên phú quá mức quái tài. Mục Trần thắng rồi, Tô Linh Nhi mừng rỡ không che giấu, tay lắc lắc cánh tay Tô Huyền cực kỳ hưng phấn. Lê Thành Quách hùng cười, ánh mắt lại tỏ ra phức tạp. Tên kia mới chỉ trở về 2 tháng, thực lực tịnh tiến đến cấp bậc này. Tô Huyền mỉm cười dịu dàng, ngay cả nàng cũng không ngờ Mục Trần thắng Hạc Hiêu lại là chiến thắng vàng dội. Nói gì thì nói, Hạc Hiêu cũng là nhân vật xếp hạng cao đã lâu. Xem ra đệ tam thiên bảng của ta hôm nay không giữ được nữa. Tô Huyền khẽ cười nhưng không hề tiếc nuối. Nàng vốn không quá chú trọng cái danh hiệu này, nếu không phải Hạc Hiêu khinh người quá đáng, nàng cũng dễ dàng sừng cho hắn. Gần đó nhóm Vương Thống cũng nhẹ thở phào, rồi lại cảm thấy rạo rực trong lòng. Mắt điếc nhìn Mục Trần, thời điểm nghe tin hắn và Lạc Kỳ giết chết Linh Vương cũng là than thở sợ hãi. Thật không ngờ có cảm giác mãnh liệt như bây giờ. Dù sao chiến lược Hạc Hiêu cường hãn nổi tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, có thể áp chế tên đó, có lẽ chỉ Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông mới đủ sức. Và bây giờ thì có thêm người thứ ba, mà hắn còn là mang danh hiệu tân sinh. Sự xung động này hơn xa việc giết một con Linh Vương, dù thực lực Hạc Hiêu chưa hẳn là mạnh hơn Linh Vương. Mục Trần thắng Hạc Hiêu, vậy giành ngạch thứ ba của hắn rồi. An Nhiên đột nhiên khẽ nói, Vương Thống khẽ biến sắc, hơi e ngại nhìn đỉnh núi mây mù lượn lờ, chính là ải trấn thủ cuối cùng thú liệp chiến lần này. Tam đại tướng Hình Điện, ngay cả bá chủ thiên bảng Trầm Thương Sinh cũng kiêng dè, nếu không thể vượt qua ải đó, tất cả công sức cố gắng mọi người trong mấy ngày qua là đổ xuống sông xuống biển. Lạc Ly tỏ ra ngưng trọng, biết rõ vị trí càng cao, vinh quang càng lớn thì áp lực nặng nề cũng chẳng kém. Thú liệp chiến nào hoạt động, tất cả đệ tử mong chờ một năm. Nhiều người nhẫn nại, chịu cổ tịch khổ tu để nhờ thú liệp chiến mà một bước lên trời, giành lấy vinh quang, nhận lấy linh quang quán đỉnh. Nhưng tam đại chấn thủ giả chính là tỏa núi nuốn lớn trước mặt khiến họ không thể vượt qua. Chỉ có thể là gửi gắm hy vọng vào Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cùng người mới nổi Mục Trần kia. Sự mong chờ nó vô hình tập trung mang đến áp lực cực lớn. Toàn bộ gánh nặng phải vượt ải của tất cả đệ tử đều đặt trên vai ba người. Nếu ba người vượt ải thành công, họ là thần tượng tôn sùng và kính nể của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhận lấy vinh quang của người chiến thắng nhưng thua thì sao? Kỳ vọng cao, thất vọng sâu sẽ là đả kích khó lường. Lạc Ly nắm chặt tay, thần sắc lo lắng nhìn Mục Trần. Cái danh ngạch thứ ba kia cũng không phải thứ hoàn toàn tốt. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hạ xuống, đứng cạnh Mục Trần tỏ ra khá kỳ dị, nhìn hắn cười. Chúc mừng người đánh bại Hạc Yêu, cũng có nghe vị trí ứng chiến thứ ba là của người. Ta nghĩ người biết nó đại diện cho cái gì. Mục Trần gật gù biết áp lực. Nếu thất bại là khiến vô số người thất vọng. Lạc Ly thình lình lướt qua trên không xuất hiện sau lưng Mục Trần, thoáng liếc hai người kia không nói gì. Lý Huyền Thông tỏ ra phức tạp nhìn Lạc Ly quay qua Mục Trần. Ta nghĩ người còn chưa thực sự biết rõ tình hình. Tam đại tướng ta và Trầm Thương Sinh thử qua, hai người chúng ta không thể cản được hai người họ, kết quả không thắng không thua. Mục Trần tròn mắt, không thắng không thua vậy là hòa. Dựa theo quy định đệ tử chúng ta nhiều lợi thế hơn, chỉ cần 3 trận có thể hòa chúng ta thắng. Nói cách khác, ta và Lý Huyền Thông cam đoan 2 trận hòa, thắng bại mỗi chốt chính là trận thứ 3. Mục Trần tỏ vẻ nghiêm trọng, Lạc Ly cũng nhíu mày. Trận thứ 3 người hòa ta thắng, nhưng người thua toàn bộ những người thú liệp trường này tay trắng rời khỏi đây. Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Mục Trần biến sắc, nếu nói thế thật ra áp lực cực lớn lại đổ hoàn toàn trên vai hắn. Một khi thua trận, hắn chính là tội nhân muôn thuở. Có lẽ không ai chỉ trích hắn, nhưng thất vọng khiến họ là mất lòng tin nơi hắn. Và kết cục có vẻ là thảm hại hơn việc bại dưới tay Hạc Yêu. Bại bởi Hạc Yêu là chuyện cá nhân, nhưng bại dưới ải cuối này là thất bại của một tập thể vô cùng lớn, hoàn toàn đánh đổ hy vọng của mọi người. Trọng trách thật quá nặng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn Mục Trần trầm tư không nói thêm.
Không khí căng thẳng đột nhiên khiến mọi người thấy khác lạ. Bên dưới dường như hiểu được cuộc đàm thoại trên cao, nhiều người thần sắc nghiêm trang nhìn quan sát bóng người mang lấy hy vọng. Một năm khổ tù kết quả mỹ mãn hay không là hoàn toàn dựa vào người cực mạnh trên ấy. Tô Linh Nhi, Tô Huyền cũng trầm trọng, vị trí đó rất nặng, nếu đặt vào vai một tân sinh có vẻ tàn khốc. Lý Huyền Thông nhìn Mục Trần một hồi rồi hờ hững nói, nếu người cảm thấy không đủ sức có thể từ bỏ, không ai có tư cách đảm thiếu, dù sao người vẫn còn danh tân sinh, không nhất thiết phải gánh áp lực này. Trầm Thương Sinh cười gió thổi, rối tóc vỗ vai Mục Trần. Cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, Lý Huyền Thông nói đúng, ta suýt nữa quên người là tân sinh. Nếu cảm thấy không chắc thì buông tay ra là tốt nhất, cùng nắm bọn ta dốc lực chơi tới cùng với bọn học trưởng Lâm Tranh, chưa chắc ngại hắn. Lạc Ly vươn ngọc tay kéo Mục Trần khẽ cười. Cho dù tất cả mọi người thất vọng, nhưng mà người trong mắt ta vẫn là hy vọng sáng nhất. Mục Trần nhìn đôi mắt lụ cười đầy thâm ý của Lạc Ly, chợt nhắm mắt, tay siết chặt Lạc Ly, thình lình thả lỏng mở mắt ra. Con người này nay cực kỳ sáng, do dự trong mắt hoàn toàn biến mất, khẽ cười thành âm ôn hòa. Dẫu biết áp lực lớn, nhưng cứ thế bỏ qua không phải phong cách của ta. Hơn nữa, dũng khí chịu áp lực cũng không có, sau này làm thế nào bước trên con đường cường giả cái thế. Quay nhìn người con gái, suối tóc trắng tuyệt mỹ, hắn là hứa trở thành cường giả cái thế đứng trước mặt nàng, đánh tan áp lực tứ phương tám hướng ập đến. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hơi thất thố kinh ngạc, nhìn tên thiếu niên đột nhiên khí thế bừng bừng, nhịn không được cười to, Mục Trần kia quả nhiên đáng tin hơn Hắc Yêu. Mục Trần cười, hai mắt long lên nhìn đỉnh núi mây mù. Áp lực như núi Thái Sơn hạ xuống, nhưng mà hắn càng cười dữ dằn. Hai vị học trưởng, vị trí thứ ba cứ giao cho ta, bất kể thắng bại ra sao ta toàn lực ứng phó. Chương 323, trận chiến cuối cùng. Sắc trời đã dần tối, dưới chân Linh Quang Sơn nguy nga cũng náo nhiệt phi phàm. Hiện tại, có lẽ toàn bộ đệ tử tham gia thú liệp chiến đều tề tự nơi đây. Mọi người đều biết chuyện quan trọng nhất giờ không còn là thu thập linh quang, mà phải chắc chắn thuận lợi thông qua ải cuối cùng, vượt qua ba vị trấn thủ giả mới đạt được cơ duyên linh quang quán đỉnh. Theo quy định, khiêu chiến ba vị trấn thủ giả chỉ được một lần. Một khi thất bại thì thú liệp chiến năm nay tất cả hoàn toàn tay trắng ra ngoài, cố gắng bao lâu chỉ là hoàn toàn vô ích. Chiến đấu trình độ này căn bản không đến lượt những đệ tử bình thường, do vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào ba người mạnh nhất. Dù việc đó là đặt gánh nặng trên vai người khác, cũng là việc duy nhất họ có thể làm. Linh Quang Sơn, trong một mái đỉnh vách núi, Mục Trần ngồi xếp bằng nhìn xuống biển người tấp nập bên dưới. Họ mang theo vẻ mong chờ cùng kỳ vọng cực lớn. Trấn thủ giả quá mạnh, cho nên dù liên thủ với Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, cả ba đều biết phần thắng không cao. Đằng sau có vài tiếng bước chân tới, Lạc Ly ngồi cạnh Mục Trần mỉm cười hỏi thăm. Có lo lắm không? Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai. Nếu chỉ là chuyện riêng của hắn tự nhiên chẳng thấy ngại, nhưng mà hiện tại hy vọng mấy vạn người đặt trên vai hắn, nói không có gì đáng lo là dối người dối mình mà thôi. Quay đầu lại nhìn gương mặt tinh xảo của người con gái xinh đẹp kia mà tim hắn còn đập nhanh hơn nữa. Hắn chỉ bất quá là gánh trên vai kỳ vọng tăng cường thực lực của vài vạn đệ tử, còn Lạc Ly thì sao? Nàng là nữ hoàng Lạc thần tộc, trên vai là mong chờ sống còn của hàng tỷ con dân Lạc thần tộc, là nữ hoàng nàng phải bảo vệ họ. Hắn thất bại, mọi người chỉ phí đi cơ hội một năm khổ tu. Nàng thất bại, Lạc thần tộc đối diện với cảnh tàn sát diệt tộc, thầy chất đẩy núi, máu chảy thành sông. So với Lạc Ly, gánh nặng của hắn chẳng đáng nhắc đến. Vất vả lắm sao? Mục Trần vươn tay nhẹ vuốt má của nàng. Lạc Ly ngả vào lòng hắn, gương mặt mỉm cười. Mục Trần ôm chặt người con gái trong lòng, biết tính cách của nàng rất bền bỉ kiên định, ngay cả gánh nặng rất dễ khiến người ta sụp đổ, đặt trên vai mềm của nàng vẫn có thể khiêng nên. Mà như thế thì càng làm hắn đau lòng. Yên tâm đi, ta không thất bại. Mục Trần lẩm bẩm đờ mặt vào mái tóc thơm trắng tinh của nàng. Đằng xa, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn hai người âu yếm thần sắc bất đồng. Chẳng hiểu vì sao năm này lại cho trấn thủ giả khó nhằn như vậy. Trầm Thương Sinh thở dài, nếu độ khó vượt ải chỉ như mấy năm trước mình hắn đủ ra sức đối phó. Tam đại tướng cùng xuất hiện, lần đầu tiên xảy ra trong thú liệp chiến. Có áp lực mới có tiến bộ, không thể năm nào cũng để cho một mình người uy phong một cõi chứ.
Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Sau linh quang quán đỉnh lần này, chắc chắn ta có thể giải quyết tốt tên ma long tử kia. Trầm Thương Sinh cười, mắt lạnh lẽo, sắc bén khi nhắc đến ma long tử. Tên kia rất mạnh. Lý Huyền Thông nhíu mày, chưa từng giao chiến với ma long tử, nhưng kẻ kia khiến Trầm Thương Sinh ra sức lâu nay chưa thành công, hiển nhiên không phải kẻ đơn giản. Ừ, dù sao cũng là thiên tài được Long Ma Cung dốc lực bồi dưỡng, nhưng hắn vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất thế hệ Long Ma Cung. Ma Hình Thiên khủng bố hơn, giao chiến đơn độc với hắn e rằng ta chẳng phải đối thủ. Ma Hình Thiên, Lý Huyền Thông nghe mặt lẩm bẩm. Tên độc ác được treo thưởng cao nhất Huyền Thương bảng, đối với bất cứ đệ tử Bắc Thương Linh Viện cũng là áp lực lớn nhất. Sau thú liệp chiến lần này, nếu người có thể rảnh, cùng ta được chứ? Đến lúc đó thử xem hai chúng ta có thể giải quyết luôn Ma Long Tử, Ma Hình Thiên không. Trầm Thương Sinh cười nói cất nơi mời. Cả Bắc Thương Linh Viện có tư cách khiến Trầm Thương Sinh phải mời cũng không nhiều. Lý Huyền Thông dao động nhưng chợt ngẩng đỉnh núi. Lo chuyện trước mắt đi đã. Mất linh quang quán đỉnh thì kế hoạch diệt sát đó cũng phải trì hoãn một thời gian dài đó. Trầm Thương Sinh gật đầu nhìn sang người thiếu niên đằng xa. Trận chiến ngày mai mấu chốt vẫn là dựa vào mục trần. Bóng đêm dần tan, ánh sáng xé toang tầng mây tối tăm, rọi xuống thiên địa. Dưới linh quang sơn lại tiếp tục huyền náo. Những ánh mắt rực lửa nhìn lên đỉnh núi. Vù tiếng xé phá gió vàng, mọi người lại ánh mắt tập trung vào giữa tầng không. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần đã xuất hiện. Trầm Thương Sinh ngạo nghễ lăng không từ trên cao nhìn xuống biển người đông đúc, chậm rãi nói: quy định cuối cùng thu liệp chiến hẳn mọi người biết rõ, quan hệ tới lợi ích tất cả mọi người. Bất quá ta nói một câu, vị trí này chúng ta không có trách nhiệm phải gánh vác vào người, cho nên bất kể kết quả ra sao chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hiện tại nếu ai cảm thấy bản thân đủ sức làm việc này, vui lòng đứng ra, chúng ta tặng vị trí cho hắn. Tịch mịch như tờ, mọi người chỉ yên lặng đứng nghe. Mục Trần mỉm cười tỏ ý cảm tạ Trầm Thương Sinh. Biết Trầm Thương Sinh làm vậy là vì hắn, e ngại có người chỉ trích hắn. Dù kết quả còn chưa có nhưng tâm ý Trầm Thương Sinh, Mục Trần cảm kích. Trầm học trưởng xin an tâm, chúng ta không phải hạng người được voi đòi tiên. Không biết phải trái, các vị là ba người mạnh nhất trong chúng ta. Nếu nghe các vị cũng thất bại, chúng ta càng không có tư cách khiêu chiến. Còn chỉ trích, Trần Hạ ta đại diện cho tất cả mọi người cam đoan, dù cho ai cuối cùng này có thất bại hay không, chúng ta không bao giờ oán hận các vị. Bên dưới có người lướt lên cao, đại diện đáp lời Trần Thương Sinh. Đúng, mong ba vị toàn lực ứng phó, dù thua không hối tiếc. Trầm học trưởng, Lý học trưởng, Mục Trần học đệ cố lên, dù thất bại các người cũng là lợi hại nhất. Còn có giọng con gái vang lên phụ họa theo tiếng la hét của mọi người. Mục Trần nhìn biển người mênh mông đang dậy sóng cũng mỉm cười quay sang hai người kia. Cứ thế này thì cũng không được thua, càng không được thua rồi. Hết sức là tốt rồi, Trần Thương Sinh cười ngẩng đầu nhìn Ninh Quang Sơn nguy nga. Đi thôi, đi xem thử tam đại hình tướng điện đặc biệt hơn người thế nào. Lời vừa dứt lướt theo, hóa thành luồng sáng bay lên đỉnh núi. Mục Trần, Lý Huyền Thông, Lạc Ly cũng theo sau. Lập tức bên dưới, biển người vô số bay lên như châu chấu tất cả hướng địch. Cảnh tượng cực kỳ phấn khích. Trên quảng trường Bắc Minh cũng bắt đầu xôn xao, không khí phấn khích tột độ. Trận chiến cuối cùng thu liệp chiến đã sắp bắt đầu. Thu liệp chiến năm nay là Khải Hoàn trở về hai tay trắng bước ra, tất cả phải nhìn vào trận tranh đấu kinh thiên động địa này. Ba người mạnh nhất đại diện cho tất cả. Ba người đó là ai? Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. 80-90% sẽ ra trận. Người thứ ba là cường giả lâu đời hay là hắc mã ẩn tàng? Mọi người mong chờ mắt theo dõi cuồng sáng trên cao. Lúc này cảnh tượng rõ ràng. Trên đỉnh núi nguy nga chia ra ba đỉnh, sừng sững như ba cột chống trời. Trên đó ba người yên lặng tĩnh tọa. Gió núi lất phất, làm áo bào họ lay động, uy thế mạnh mẽ bao phủ. Đó là tam đại tướng hình thiên thi phải, khí thế kinh người thật. Không hổ danh là cựu top 3 thiên bảng, bọn họ đều là thông thiên cảnh, khủng bố thật. Ai cuối cùng năm này quá khó, tam đại tướng thủ quan ta nghĩ mọi người khó mà xông qua thành công. Các đệ tử tỏ ra kinh sợ nhìn lên, mắt trở màu, được quan khán trận chiến sắp tới. Rồi là vô số tia sáng bắn lên đỉnh núi bao phủ trời đất. Rốt cuộc cũng đã tới. Có người phấn khích reo lên. Trong biển người vô số, ba luồng sáng phóng ra cực kỳ đáng chú ý. Đi đầu tiên không ngoài dự đoán là Trầm Thương Sinh, tiếp theo đến Lý Huyền Thông. Mọi người lập tức nhìn người cuối cùng. Nhiều kẻ kinh ngạc há hốc mồm, bất giác không khí đọng lại. Đó là
Diệp Kinh Ninh kinh thán, mắt ngực nhiên cực kỳ. Dĩ nhiên là Mục Trần. Chu Linh reo mừng, cả quảng trường Bắc Minh trở nên chấn động. Chương 324, Bà Đại Tướng. Mây mù lượn lờ trên đỉnh Linh Quang Sơn, ba ngọn núi đầm thẳng trời mây. Lúc này bóng người dày đặc bao vây sơn đỉnh, đông vô số. Mọi đệ tử tham gia tú liệp chiến là hội tụ nơi đây, quan sát trận cuối cùng. Mọi ánh mắt tập trung vào đỉnh núi, ba bóng người yên lặng tính tọa. Mắt nhắm nghiền chẳng hề quan tâm tới việc vô số đệ tử xông tới về kín họ. Thậm chí, hơi thở cũng không có rối loạn. Tất cả đệ tử tập trung nhìn họ, mắt càng cẩn nghiêng mình. Ba người kia là trấn thủ xả, họ là từng top 3 thiên bảng, cũng là tam đại tướng hình điện hiện tại. Người đông nghìn nghịt vây quanh đỉnh núi nhưng tuyệt đối không có thanh âm huyền náo. Mọi người nhận ra rõ sự uy áp tự nhiên từ ba người toát ra, khiến trái tim ai nấy bị áp lực. Bất chợt ba người trong biển, người kia tiến đến, đứng tách biệt hoàn toàn với mọi người, trở thành tâm điểm chú ý. Chính lúc đó, mắt ba người tĩnh tọa trên đỉnh núi chậm chậm mở ra. Trầm Thương Sinh, các người lại đến. Người ở giữa cười nhạt, giọng bình tĩnh nhưng khiến người tim đập thình thịch. Hà, để Lâm học trưởng chờ lâu. Trầm Thương Sinh ôm quyền cười. Hắn là người đứng đầu tam đại tướng Lâm Tranh sao? Mục Trần nhìn người đó, nam tử tóc bạc, không phải già nua mà toát ra vẻ óng ánh như bạch kim, hào quang lưu chuyển rất kỳ dị. Hắn cũng biết được vài thông tin về tam đại tướng. Lâm Tranh người đứng đầu thực lực mạnh nhất, không hổ danh là cựu bá chủ thiên bảng. Mục Trần nghiêm mặt mơ hồ thấy rõ áp lực cường đại thoát ra từ Lâm Tranh, cứ như một tòa núi lơ lửng trên đầu, thật khó thở. Lâm Tranh tất nhiên thực lực thông thiên cảnh, có lẽ còn cao hơn thông thiên cảnh sơ kỳ. Thông thiên cảnh à, đây là lớp thang cuối cùng trước khi tiến vào trí tôn cảnh. Cường giả trí tôn đủ sức đứng đầu một phương đại lục thì thông thiên cảnh là đủ sức sông sáo tung hoành một góc. Lâm Tranh đạt đến được thông thiên cảnh, tuổi trẻ thiên phú kinh người. Đợi lâu cũng chẳng sao, trận đấu này ta không run tay đâu. Đỉnh bên phải của Lâm Tranh giọng đột nhiên cất. Mục Trần nhìn là một nam tử áo đỏ, tóc cũng đỏ, cả người như cây đuốc, không khí xung quanh biến thành nóng bỏng. Người đó là Cổ Thiên Viêm, đối thủ của ta, Lý Huyền Thông thì thầm. Mục Trần nghe vậy thần sắc nghiêm túc, mắt tập trung nhìn người kia. Linh lực thiên địa quanh thân hắn cuồng bạo kỳ lạ, như biển lửa đang thiêu đốt. Áp lực từ Cổ Thiên Viêm không nặng nề như Lâm Tranh, lại mang theo hương vị nguy hiểm tột độ. Mục Trần biết rõ ba người kia không ai là đơn giản. Thực lực Cổ Thiên Viêm khoảng thông thiên cảnh sơ kỳ, thần quyết hắn tu luyện là Thiên Viêm Thần Quyết, linh lực như thiên hỏa, bá đạo mà mãnh liệt, giơ tay nhấc chân lập tức hủy thành phá núi, đốt cháy thành tro bụi. Lý Huyền Thông chỉ ra thêm những thông tin khác cho Mục Trần biết thêm về đối thủ. Mục Trần gật đầu, thông thiên cảnh sơ kỳ cực kỳ cường đại rồi, khác hẳn với cái loại gà mờ như Hạc Yêu mới bước một chân vào. Hạc Yêu mà giao đấu với Cổ Thiên Viêm, Mục Trần dám khẳng định không tới nam hiệp nhất định bại thê thảm. Và lại linh lực Cổ Thiên Viêm có vẻ không bình thường, chẳng biết so với linh lực cửu hỏa thì bên nào bá đạo hơn. Mục Trần nhìn chằm chằm Cổ Thiên Viêm một hồi rồi đảo mắt nhìn đỉnh núi bên trái, người ngồi tóc đen nấy, gương mặt anh tuấn, chỉ cười nhìn mọi người không nói gì. So với Lâm Tranh cùng Cổ Thiên Viêm, vị này không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý. Nhưng Mục Trần biết rõ, kẻ nào dám xem thường hắn chắc chắn là ăn hành đau khổ. Hắn chính là Chu Thanh Sơn, đối thủ người. Mục Trần nghe Lý Huyền Thông nói. Lý Huyền Thông nghiêm túc nhìn nam tử tóc đen gật đầu. Nghe nói năm xưa, Chu Thanh Sơn là danh hiệu Bắc Thương Linh Viện gọi là Bất Bại Sơn. Bất Bại Sơn. Mục Trần tròn mắt, ý tứ là hắn chiến đấu với người ta căn bản chưa từng bại. Lý Huyền Thông cười, thậm chí cả Lâm học trưởng. Mục Trần có chút nghi hoặc hỏi, ta cũng đâu có nói là hắn thắng. Lý Huyền Thông cười, hắn chiến đấu với người khác phần lớn là kết quả không thắng không bại. Chuyện đó có một lý do là do hắn cố ý, nhưng cũng còn nguyên nhân khác. Thần quyết hắn tu luyện là Bất Bại Thần Quyết, bá đạo tuyệt luân, lại là một thần quyết cực kỳ ôn hòa, không có chiêu thức tấn công cực kỳ mãnh liệt, phần lớn là dây dưa kéo dài với người khác, khiến người khác tiêu hao sinh lực. Do vậy,
phần lớn những trận chiến của hắn đều kết thúc với kết quả hòa. Người ta mới đặt cho hắn là ngoại hiệu Bất Bại Sơn. Mục Trần kinh ngạc, cái bất bại thần quyết này kỳ lạ như thế. Nhưng hắn biết đôi khi không bại không thắng là một cái thành tựu đáng sợ. Chủ thành Sơn Giao chiến trong Bắc Thương Linh Viện không quá tàn nhẫn. Có lẽ đến khi ép đến đường cùng, thần quyết kia mới lộ ra bộ mặt dữ tợn. Tam đại tướng không ai đơn giản. Mục Trần và Lý Huyền Thông thấp giọng trò chuyện. Trầm Thương Sinh chắp tay cười với Cổ Thiên Viêm nói, nếu các vị nhường nhịn ta cũng khinh, đợi lúc đấu thì ra tay hết sức vậy. Không hổ là đường kim đệ nhất thiên bảng, quyết đoán. Cổ Thiên Viêm cười, mái tóc đỏ bừng bừng sống động. Có thể thấy rõ hắn coi trọng Trầm Thương Sinh. Thực lực tên kia rất đáng ngại, khiến bản thân hắn cảm thấy đệ tử Bắc Thương Linh Viện hiện giờ lợi hại hơn họ trước nhiều. Lâm Tranh khoát tay đứng dậy, chúng ta đợi lâu ngày, Trầm Thương Sinh các người mau lên đài. Vượt qua chúng ta, mọi người là có tư cách bước tới Linh Quang Quán Đỉnh. Nếu không thì, hắn khờ chưa hết lời, mọi người là có hiểu được. Ánh mắt nóng cháy hy vọng đặt vào ba người đại diện. Vậy thẩm thỉnh Lâm trưởng chỉ giáo. Trầm Thương Sinh cười to, khí phách bệ vệ hiên ngang, tay siết kim quang thoáng hiện, hóa thành một cây thương vàng óng. Mũi thương như đóa sen khép lại nhọn hoắt, kim quang tràn ngập linh lực hùng hậu. Trầm Thương Sinh tay cầm kim thương, lắc mình xuất hiện trên bình đài chỗ đỉnh núi của Lâm Tranh. Kim thương hắn đâm mạnh xuống đất, kình khí quét ra, khiến cho mọi thứ vương vãi trên đất đều biến đi sạch sẽ. Trầm Thương Sinh tiến lên, chọn ngày lấy người mạnh nhất tam đại tướng, cựu đệ nhất và đường kim đệ nhất thiên bảng, hiện tại ai mạnh hơn? Lý Huyền Thông vỗ vai Mục Trần, lắc mình hạ xuống đỉnh núi chỗ Chu Thanh Sơn ôm quyền cười. Chu học trưởng, để ta thỉnh giáo bất bại thần quyền của ngươi. Chu Thanh Sơn ôn quyền cười khẽ, chắp tay cúi chào, gương mặt anh tuấn cực kỳ nhỏ nhã. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã ra quân, mọi người tập trung vào người còn lại cuối cùng. Ngay cả Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Người thứ ba không phải hắn chứ? Cổ Thiên Viêm nhớ mày quay qua hỏi Trầm Thương Sinh. Đám đệ tử các người không có lẽ yếu như mức này, hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng có thể thành người đại diện mạnh nhất. Hắn cũng không phải coi thường, nhưng dù sao một thiếu niên hóa thiên cảnh sơ kỳ đứng ở đây không hợp lý. Cổ học trưởng, hắn là khiến người bất ngờ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông không hẹn cùng cười. Ồ, thế à, vậy để ta thử xem. Cổ Thiên Viêm nhíu mày, hắn không phải hạng ngu ngốc, ngay cả Trầm Thương Sinh cũng nói vậy. Vậy thì thiếu niên bề ngoài chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ này phải có bản lĩnh gì đó, bằng không hai kẻ kia không thể liều mạng giao trọng trách lên vai tên kia. Mục Trần đối diện ánh mắt hoài nghi của Cổ Thiên Viêm, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm chậm hạ xuống bình đài. Bất luận Linh Quang Sơn hay quảng trường Bắc Minh, không khí trở nên yên tĩnh. Mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong vòng ba vòng chiến chỗ hắn là không cân bằng nhất. Mục Trần gắt cao nhìn Cổ Thiên Viêm, chậm rãi ôm quyền, giọng nặng nề không sãi vàng. Cổ học trưởng, Bắc Thương Linh Viện Tần Sinh Mục Trần xin chỉ giáo. Chương 325 Chiến Cổ Thiên Viêm. Bốn chữ khiến cho Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cùng Cổ Thiên Viêm giật mình suýt té ngửa. Khuôn mặt cổ quái, chẳng ai ngờ cái tên kia còn là tân sinh. Nhưng mà một tân sinh có thể trổ tài ở Thú Liệp Chiến lại đủ tư cách trở thành đại diện mạnh nhất, chuyện như thế vốn là rất hoang đường. Thời gian Cổ Thiên Viêm còn là đệ tử, một tân sinh thậm chí còn tư cách tham gia Liệp Chiến còn chưa có, nói chi đến các người năm này thật thú vị. Lâm Tranh lắc đầu nhìn Trầm Thương Sinh, khí khái hiên ngang, uy áp chẳng kém gì bản thân nói. Bất quá ta hy vọng có bản lĩnh là thật, bằng không thật đúng là không nên thân. Ha ha, Lâm Mộc trưởng cứ an tâm, chúng ta chắc chắn là thành xuất nhất làm nhì, thắng nhất làm. Thế ư? Lâm Tranh cười, hắn tiến lên, linh lực hùng hậu mang theo uy áp cuồn cuộn cạn quét tới. Mây mù bị khí thế của hắn làm cho tiêu tan. Thông thiên cảnh trung kỳ, Lâm Tranh cũng không tỏ ra nhường nhịn, một bước lập tức bày ra thực lực chân chính. Vô số đệ tử chịu áp lực cường đại phải biến sắc. Lâm học trưởng quá mạnh, người có thể đối diện chắc chắn chỉ có Trầm Thương Sinh đủ tư cách. Thông thiên cảnh trung kỳ, cựu đệ nhất thiên bảng. Trầm Thương Sinh mắt long lanh đột nhiên càng nóng cháy, tay nắm chặt kìm thường cắm mạnh xuống đất. Quỳnh,
núi rung chuyển, linh lực hùng hậu không kém ào ào thổi ra. Linh lực vàng ánh chiếu khắp trời, lập tức chống đỡ lại linh lực uy áp toát ra từ Lâm Tranh. Thực lực Trầm Thương Sinh cũng là thông thiên cảnh trung kỳ, ngang ngửa không hề yếu so với Lâm Tranh. Quá lợi hại, vô số đệ tử hưng phấn tán thưởng, mắt không giấu được sùng bái. Tuy cả hai cùng trình độ nhưng Trầm Thương Sinh trẻ tuổi hơn nhiều, có thành tựu đó dĩ nhiên là Trầm Thương Sinh tốt hơn. Không tồi, cả Lâm Tranh cũng lên tiếng tán thưởng. Hắn rất có cảm tình với Bắc Thương Linh Viện, sau đó càng thấy được nhiều học viên siêu đẳng vượt quán, thân tình cảm xúc càng vui mừng. Trầm Thương Sinh đổ để cho hắn đối đãi trịnh trọng. Lý Huyền Thông và Chu Thanh Sơn bộc phát sức mạnh trình độ không cao như hai người kia, nhưng cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ, linh lực dồn ép nhau lộ râm râm như sét đánh. Hai vòng chiến cần tải cân sức, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều là ẩn chiêu cất giấu, muốn nhanh phần thắng bại không dễ. Bởi vậy hầu hết mọi người là tập trung về vòng thứ ba, lời đó thực lực hai đối thủ hơn kém nhau quá xa. Mấu chốt chính là nơi đây, xem ra người chính là nhân tố quyết định nhỉ. Cổ Thiên Viêm rời mắt khỏi hai vòng chiến kia, mắt nhìn mục trần. Hai vòng chiến đấu kia thực lực tương đương, kết quả rất dễ trở thành hòa. Vậy vòng chiến của hắn chính là nơi quyết định thành bại. Mục trần thắng, mọi người thuận lợi vượt ải. Mục trần thua, tất tay trắng trở về. Mục trần thần sắc ngừng trọng chẳng nói gì. Tuy thực lực người có vẻ không mạnh, nhưng dũng khí không nhỏ. Vị trí của người kẻ tầm thường chẳng dám mót tay vào. Cổ Thiên Viêm cười nhạt, hắn là từng là đệ tử, từng tham gia thú điệp chiến, lại từng là người đại diện mạnh nhất, biết rõ vị trí này áp lực ra sao. Hiện tại Mục Trần chỉ có thực lực như thế mà cũng dám hiền ngang nhận lấy, thì áp lực còn nặng nề hơn. Cũng vì thế mà khiến Cổ Thiên Viêm thêm xem trọng Mục Trần. Vị trí này đúng là khó cầm, nói thế nào cũng phải có người dám đứng ra. Mục Trần nhẹ giọng. Cổ Thiên Viêm gật đầu, chậm rãi lùi lại, tay xỏ vào ống tay áo, tóc bay bay như là ngọn lửa phừng phừng. Với dũng khí của người ta nhượng người ra tay trước, Cổ Thiên Viêm cũng có ngạo khí, thực lực hắn hơn xa Mục Trần, thân phận cao hơn, nên không muốn ra tay trước chiếm tiên cơ. Vậy thì đà tạ cổ học trưởng đã nhường. Mục Trần chẳng hề ngu ngốc làm cao, yếu thế hơn nên cơ hội này không biết nắm lấy thì quá đáng trách. Một tên áo tuyết khóc lác thì không đáng cho người ta coi trọng. Cổ Thiên Viêm khẽ gật đầu, biểu hiện Mục Trần dứt khoát khiến hắn thấy hài lòng. Cánh vác hy vọng mọi người mà bày đặt sĩ diện háo quả thật là cao ngạo coi thường người khác. Mục Trần hít sâu một hơi, nhẹ lướt về sau, xếp bằng trên không đôi mắt nhắm. Cổ Thiên Viêm hơi thắc mắc, ra vẻ kinh ngạc nhanh thay thế, nhìn thấy những linh ấn nhỏ cấp tốc bay ra. Thì ra là linh trận sư. Cổ Thiên Viêm gật gù, mắt hứng thú càng đậm. Mục Trần hoàn toàn tập trung tách biệt khỏi bên ngoài, tâm thần đắm chìm trong trạng thái tìm kiếm tâm nhãn kỳ diệu ngày đó từng chạm đến. Đối diện với đối thủ Cổ Thiên Viêm, căn bản không nên dây dưa kéo dài, phải ra tay cực mạnh, sử dụng bản lĩnh cao nhất, nếu không thì khó có cơ hội. Bố trí linh trận cấp 5 hiện nay chính là một trong những khả năng tốt nhất hắn có thể làm được lúc này. Mục Trần hiện giờ là linh trận sư cấp 4, muốn bố trí linh trận cấp 5 cần phải dựa vào trạng thái tâm nhãn, nhưng trạng thái đó hắn chưa nắm chắc được, chỉ là lần đó vô tình chạm tới. Việc có thể làm bây giờ là tìm kiếm lùng sục cảm giác kỳ diệu. Tâm thần an tĩnh, linh ấn nhanh chóng ngưng tụ, nhưng hắn chưa làm được bước quan trọng tiếp theo, cứ từ tốn để thời gian trôi qua. Mắt mắt tập trung nhìn hắn, cả quảng trường bên ngoài cũng dõi màn hình, ai cũng muốn biết Mục Trần là dùng cách nào đối kháng Cổ Thiên Viêm thông thiên cảnh. Trên ghế trưởng lão quảng trường Bắc Minh, mọi người là nhau mắt suy nghĩ, chiến đấu giữa cường giả thông thiên cảnh rất đáng để mọi người xem. Hừ. Thái Thường viện trưởng đột nhiên nhướng mày kinh ngạc, vài trưởng lão bên cạnh thốt lên. Dao động này, thú vị, tên nhóc Mục Trần kia thiên phú tu luyện linh trận thật cao đến mức thần kỳ, không ngờ dùng đến trạng thái tầm nhãn, thật không đơn giản. Lão nhân tóc trắng kinh ngạc ra tiếng, đột nhiên dao động quanh người Mục Trần tăng vọt, linh ấn hình thành thình lình nổ tung, cấp tốc ngưng tụ. Số lượng linh ấn tăng vọt, ngắn ngủi một chốc lát leo đến con số 200. Linh trận cấp 5, nhiều người thất thanh cả. Thất thanh kinh hồ. Số lượng linh ấn nhiều như thế là đủ bố trí ra linh trận cấp 5. Cố Thiên Viêm thần sắc hơi dao động, chằm chằm nhìn Mục Trần, không ngờ Mục Trần lại có năng lực bố trí linh trận cấp 5,
khó trách đủ sức giành được vị trí đại diện thứ ba. Véo, linh quang bên thân Mục Trần bay lên cao, xung hợp vào không khí, nhất thời linh lực thiên địa dao động kinh người, phong bạo hình thành trên cao. Đốm sáng đột nhiên bắn ra sợi tơ sáng đang xen phức tạp, dao động mạnh mẽ dần hình thành một cái quang trận to lớn. Quang trận che hết một mảng trời, hình thành hai đó hoa liền chậm rãi tiền uy ngút trời. Mục Trần mở mắt nhìn linh trận thành công hình thành, cũng là thở vào như chút được gánh nặng. Thời gian có vẻ lâu hơn, nhưng cũng may là tiếp tục thành công. Không tồi, không ngờ ngươi đủ sức bày ra linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm chậm rãi tán thưởng, ngẩng mặt nhìn linh trận khổng lồ trên cao cười nhạt. Đây là bản lĩnh tốt nhất của ngươi. Mục Trần nghe vậy cũng mỉm cười, tay nắm chặt. Một khối thiết cầu hoen dỉ xuất hiện, búng tay ra thiết cầu bay vào không trung, hào quang tỏa ra nhanh chóng hình thành. Dao động linh lực không hề thua kém linh trận cấp 5 Mục Trần bố trí ra được. Vậy là kia cũng là linh trận cấp 5. Mục Trần có thể lập tức gọi hai linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm trợn mắt nghiêm trọng nhìn hai linh trận to lớn như hai con quái vật trên không, cuối cùng cũng phải nghiêm túc. Chương 326, song trận xuất hiện. Quang trận khổng lồ chậm rãi chuyển động trên cao, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ hội tụ như kình vòng cự lãng trong thiên địa. Thiên không biến dạng, hai tòa linh trận cấp 5 đồng thời xuất hiện uy thế kinh người. Mọi người rung động nhìn cảnh tượng bên này, khoai tưởng tượng được Mục Trần có bản lĩnh cao như thế, trực tiếp gọi hai linh trận cấp 5. Hai linh trận cấp 5 cùng lúc bùng nổ, có lẽ Cổ Thiên Viêm cũng chẳng dám xem nhẹ. Vô số đệ tử tham gia thú liệp chiến đột nhiên trở nên hy vọng tràn trề. Nhìn vào ba vòng chiến họ là thấy rõ trận mấu chốt là Mục Trần. Nếu Mục Trần có thể đánh hòa, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông tất nhiên là cũng dốc toàn lực cầm hòa. Vậy ai cuối cùng mọi người sẽ thắng? Bốn người ở vòng chiến kia nhận ra tình hình bên này, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thả lỏng một chút. Thực sự họ lo nhất là Mục Trần. Xem ra hiện tại Mục Trần có bản lĩnh khó ngờ. Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn thì kinh ngạc cũng gật gù. Bảo sao một tân sinh hóa thiên cảnh sơ kỳ có thể ra mặt tham chiến? Giả hắn cũng không đơn giản. Trận chiến này rất đáng. Hai linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm ngẩng đầu nhìn trời. Hai tòa linh trận khổng lồ mang uy áp cuồn cuộn, thần sắc nghiêm túc. Thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ mà có thể làm ra thế này thật khó lường. Cổ Thiên Viêm tấm tắc lẩm bẩm. Tiểu xảo mà thôi, giao chiến sinh tử ta đâu có thời gian dài bố trí linh trận. Mục Trần lắc đầu, thực lực hắn hiện tại muốn bố trí linh trận cấp 5 vẫn là miễn cưỡng, xác suất thành công không phải cao. Không may mắn nhờ trạng thái tầm nhãn hắn cũng không thể làm. Còn linh trận thứ hai hoàn toàn là ngoại vật, bảo bối này khiến cho Mục Trần kinh ngạc không ngừng. Nhưng dù vậy, nhờ thêm một cái linh trận cấp 5, Mục Trần cũng không cảm thấy đủ sức đánh bại Cổ Thiên Viêm. Kết quả quan trọng hơn quá trình, cái gọi là tiểu xảo kia người cũng phải có bản lĩnh mới dùng được. Cổ Thiên Viêm mỉm cười, mắt dường như càng đỏ rực, tay giang ra, linh lực rực lửa như mồi lửa thực chất bùng lên. Nhiệt độ tăng cao, vị trí của hắn trở nên cực kỳ khô hạn. Ra tay đi, để ta xem thử hai linh trận cấp 5 người mạnh đến mức nào. Linh lực đỏ rực như lửa bọc lấy Cổ Thiên Viêm, tiếng cười nhạt trong đó vang. Mục Trần hít sâu một hơi gật đầu. Hắn chẳng nói thêm, ngẩng đầu nhìn hai tòa linh trận của mình. Ngoài Yêu Liên Đồ trận, linh trận gọi ra từ linh trận tử là Huyền Âm trận cũng là linh trận cấp 5. Bất quá chỉ là sơ cấp, vừa vặn có thể tính là uy lực thông thiên cảnh sơ kỳ. Hai linh trận cùng lúc bùng nổ, đối phó Cổ Thiên Viêm được không? Mục Trần mắt lóe sáng, tay kết ấn kích hoạt linh trận. Ầm ầm ầm, hai tòa linh trận khổng lồ vận chuyển, tiếng vang kinh người, linh lực toát ra mạnh mẽ. Hai đóa hắc liên xoay tròn, cánh hòa khép lại, tìm sen tập trung ngừng tụ linh lực hình thành một cái tia hắc ám. Huyền Âm trận ngừng tụ hàn khí trong thiên địa, hình thành dòng sông đen sẫm, nước đổ ầm ầm, khí lạnh trên không toát ra, khiến không khí cũng muốn đông cứng lại. Thú vị, Cổ Thiên Viêm gật gù tán thưởng, tay nắm chặt. Cổ học trưởng, chỉ giáo. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, ngón tay điểm vào không trung. Một vài vòng gợn sóng từ đầu ngón tay hắn lan tỏa thật kỳ ảo. Hai đóa hoa liền lao đến, dòng nước đen như một con hắc xà quấn lượn,
khí lạnh vô cùng toát ra xung quanh. Hai luồng công kích kinh người xuyên qua không trung, hung hăng nhắm hướng Cổ Thiên Viêm, khiến mọi người tim nhảy dựng lên. Cổ Thiên Viêm tỏ ra khá trịnh trọng, chăm chú nhìn hai luồng công kích khủng bố, tay nắm chặt linh lực đỏ rực bùng lên. Thiên Viêm thần quyết, Viêm Long thủ hộ. Một lực lượng linh lực hùng hậu mang theo tiếng long ngầm rung động, hình thành một con hỏa long gào thét, cuộn tròn che phủ Cổ Thiên Viêm. Dùng đến phòng ngự mạnh nhất cả. Lâm Trạch cùng Chu Thanh Sơn kinh ngạc ra mặt, xem ra Cổ Thiên Viêm nhận thấy áp lực nguy hiểm. Viêm Long cuộn mình, hai luồng hắc ám là gào thét xông tới không hề ngừng lại đập vào. Huỳnh, tiếng va chạm kinh thiên động địa khiến cho mọi người giật thót. Sóng khí bùng phát tỏa xa cả ngàn trượng. Mục Trần lập tức thi triển long đằng thuật, sớm có chuẩn bị tránh khỏi ảnh hưởng từ va chạm kia. Long ảnh uốn lượn lóe lên là cách xa ngàn trượng, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của khí lãng, tránh được lực trùng kích đáng sợ. Mục Trần chăm chú nhìn vị trí lúc lấy Cổ Thiên Viêm đứng, chẳng biết công kích của hắn tạo ra kết quả gì, hy vọng có tác dụng. Linh trận này cũng không có khả năng bố trí lại lần nữa, linh trận tử cũng không thể phát ra linh trận cấp 5 dùng tiếp liên tục như vậy được. Có ý tưởng này không chỉ mình hắn, mọi người nhìn vào chỗ bụi mù mịt ngập tràn, nắm tay siết chặt mong mỏi nó có tác dụng. Mục Trần cảm giác làm thế là không dễ, nếu như có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức thì quá tốt. Hai vòng chiến kia cả Trầm Thương Sinh lẫn Lý Huyền Thông chưa ra tay, họ chờ chiến quả của Mục Trần. Nếu Mục Trần có thể đánh hòa, họ thoải mái hơn nhiều. Lỡ án thất thủ, vậy một trong hai người phải trả giá đắt mới mong lật được tình thế. Và đó không phải là chuyện đáng trở mong. Bụi mù dần tan, bóng người trong đó trở nên rõ ràng. Cổ Thiên Viêm vẫn vững chãi như trước. Mọi người bất giác tâm lạnh, lòng cảm thấy nao nao khó thở, nhìn nam tử tóc đỏ như lửa đứng vững nơi đây. Cổ Thiên Viêm vẫn mạnh mẽ chống đỡ được công kích của hai tòa linh trận cấp 5. Hắn mạnh đến thế sao? Thật đáng tiếc. Tiếng thở dài vô tình xuất hiện trong lòng mọi người. Cổ Thiên Viêm gãi run, hai ống tay áo tàn tành, máu tươi dọc theo cánh tay, tay trái hắn đung đưa lắc lư như không thể vận dụng được. Một cánh tay Cổ Thiên Viêm dường như bị phế vì đỡ công kích khi nãy. Cổ Thiên Viêm vận chuyển linh lực, máu trên cánh tay dần bốc hơi, ngẩng đầu ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. May mà ta không sơ suất, nếu không có lẽ thua mất rồi. Cổ Thiên Viêm trầm trầm cất tiếng. Nếu lúc này hắn không sáng suốt vận dụng phòng ngự mạnh nhất, thương thế hiện tại e rằng cực nặng. Mục Trần cười trừ, quả nhiên là tam đại tướng. Đối phó với địch thủ không khinh địch, dốc toàn lực mà hắn cũng chỉ là tạm phế đi được một cánh tay. Cổ Thiên Viêm nghiêm túc nhìn Mục Trần không nói, cũng chưa ra tay. Mọi người biết, nếu chỉ linh trận cấp 5, trận chiến này không cần đánh. Dĩ nhiên Cổ Thiên Viêm không đời nào cho Mục Trần có cơ hội bố trí linh trận lần 2. Không trung yên tĩnh, Mục Trần lại nhắm mắt. Chương 327, dùng hắc thần lôi. Mọi người lập tức kinh nghi, ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trợn mắt, bộ dáng hắn không phải là cùng đường mặt lộ dối chứ, hay hắn còn tuyệt chiêu chưa dùng. Thời điểm này, Mục Trần không thể nào tiếp tục bố trí linh trận vì tốc độ quá chậm, Cổ Thiên Viêm thừa sức ép hắn, chắc chắn phải dùng bản lĩnh khác. Nhưng hắn thủ đoạn gì đủ sức chống cự với Cổ Thiên Viêm cường giả thông thiên cảnh Trần Chính đây? Không ai biết, tất cả chỉ là tập trung mắt nhìn trời. Cổ Thiên Viêm khẽ cau mày, cũng không cho rằng Mục Trần ra vẻ nguy hiểm. Sau khi ăn hành từ hai tòa linh trận cấp 5, hắn không thể nào cho rằng một tên tân sinh kia bình thường nữa. Nhưng mà Mục Trần dùng cái gì đối phó hắn, bản thân khá tò mò. Mới trò tầm thường tuyệt không đủ sức cho một hóa thiên cảnh sơ kỳ đối chiến cùng thông thiên cảnh sơ kỳ. Mục Trần cũng không khiến hắn đợi lâu, thân thể xuất hiện nồi quàng, làn da chuyển sang màu bạc. Tiếng sấm ầm ầm rền vang, là lôi thần thể. Trầm Thương Sinh thốt lên, mắt lóe sáng, lòng khá thất vọng nhưng cũng nghi hoặc. Lôi thần thể có khả năng tăng cường chiến lực không ít, vẫn còn xa mới bù đủ chênh lệch giữa Mục Trần và Cổ Thiên Viêm. Mục Trần mở mắt, mắt xoẹt nồi điện, cơ hồ có sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên trong. Sức mạnh cơ thể đã mạnh hơn Cổ Thiên Viêm, nhíu mắt nhìn nhưng tỏ ra thất vọng, còn xa mới đủ. Ngay cả đệ tử xung quanh Ninh Quang Sơn nhớn mày lo lắng, khi thấy Mục Trần có tăng nhưng chẳng thể so sánh với Cổ Thiên Viêm. Mục Trần nước tới, thân hình như tia chớp bắn ra. Cổ Thiên Viêm chẳng hề nhúc nhích, lắc đầu nhìn Mục Trần nước đến. Hắn định được ăn cả ngã về không sao hay cứ thế lao đến. Bất đắc dĩ cười, Cổ Thiên Viêm không chần chừ, tay xoay tròn, linh lực rực lửa bốc cao, sơ động mạnh mẽ tản ra. Phù, chỉ vài giây sau Mục Trần là tới sát trước mặt Cổ Thiên Viêm tung một quyền.
linh lực Hắc Viêm bùng lên dao động cường đại bá đạo. Quyền phong chấn lộ khiến tóc tai Cổ Thiên Viêm dựng ngược, hắn cũng chẳng tỏ hứng thú, lắc đầu tung quyền đón đỡ. À, chuẩn bị va chạm, mọi người chán nản thấy rõ có người nghiêng đầu khó hiểu, chính diện giao chiến Mục Trần chẳng có phần thắng. Vương Thống cũng lắc đầu. Tô Linh Nhi thì tái mặt, chỉ có Lạc Ly bình tĩnh như trước, nàng biết hắn khá rõ, cục diện khó khăn ra sao hắn cũng không làm chuyện dư hơi. Hai nắm đấm của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm sắp chạm với nhau, chính lúc này khoảng các điện quang hỏa thạch này, bàn tay Mục Trần đột nhiên tạo thành ấn pháp kỳ dị. Đùng đùng, tiếng sấm rền vang vọng quanh người Mục Trần, một viên hắc lôi châu từ đâu đó trong cơ thể đột nhiên vỡ. Ầm, sức mạnh khủng bố hình dung như là hồng thủy vỡ đê, lôi thủy ào ào chạy dọc kinh mạch. Cơ thể đau nhức khiến gương mặt, đôi mắt Mục Trần tràn đầy tia máu, hắn nghiến răng chịu đựng, thúc giục lôi thần thể điên cuồng hấp thu lôi đình khủng bố. Huỳnh, sau khoảng khắc, hai nắm đấm và chạm nện vào nhau, hắc lôi quang từ cơ thể chui khỏi, lỗ chân ông tràn khắp người, mơ hồ là mang theo hơi máu nhàn nhạt. Đùng, tiếng vang kinh thiên động địa, đỉnh núi rung chuyển kịch liệt, đá núi sụp đổ vỡ ra, dung nham nóng bỏng từ trong lòng núi lửa phun lên, mạnh mẽ dữ tợn khiến cho đỉnh núi càng thêm hoang tàn. Mọi người trợn mắt nhìn đỉnh núi đột nhiên hóa thành núi lửa, linh lực cuồng ra đáng sợ che giấu tình hình bên trong. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cũng chăm chú quan sát. Một tiếng sấm rền khiến cho bốn phía giật mình, bóng người bắn ra, người kia văng đi, hai chân cắm xuống đất lê một đoạn dài, để lại cái rãnh dài đất đá cháy đen. Người đó là ai? Người kia lảo đảo ổn định thân hình, hào quang tan đi, lộ ra mái tóc đỏ phất phơ, là Cổ Thiên Viêm. Tất cả không thẹn cùng nhau trừng mắt có tin, thậm chí có người sợ hãi mà lín thở, khiếp sợ theo đó leo lên mặt. Không thể nào, không ai tưởng tượng người bị đánh bay đi một cách chật vật là Cổ Thiên Viêm. Những trưởng lão đang xem chiến đấu cũng trợn mắt. Sao lại thế? Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn kinh ngạc chẳng kém. Ngay cả bọn họ cũng thất thần khó hiểu. Hai tòa linh trận cấp nằm cường hãi khi nãy, còn chưa làm Cổ Thiên Viêm chật vật khó khăn đến vậy. Mà sao công kích đơn giản chính diện không chút phần thắng lại có chiến tích này? Cổ Thiên Viêm ngẩng đầu, khóe môi vương máu cũng chấn động không kém. Thật sự lợi hại, không ngờ còn giấu bản lãnh cường hãn hơn cả hai tòa linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm xóa vết máu, giọng khàn khàn trầm ấm nặng nề, chẳng còn thong dong thoải mái. Đột nhiên có tiếng bước chân vàng, mọi người chú ý lại bên đó. Đùng đùng, tiếng bước chân nặng nề, hào quang linh lực dần mờ, Mục Trần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lập tức không tự chủ được, mọi người hít một hơi thật sâu. Bộ dáng Mục Trần đại biến, thân thể như sắp vỡ, hắc lôi thủy từ cơ thể chảy ra bọc lấy hắn. Lôi màng toát ra cuồng bạo đầy tính hủy diệt. Hình ảnh ôn hòa bình tĩnh trước đó hoàn toàn mất, thay vào đó là Mục Trần như kẻ hủy diệt chui từ hắc ám xa, khiến kẻ khác tìm đập thình thịch. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi nhìn hình dáng Mục Trần, sức mạnh hủy diệt như thế, một người hóa tinh cảnh sơ kỳ sao có thể điều động được? Đó là lôi thần thể ư? Trầm Thương Sinh và Lý Hiền Thông kinh nghi. Từ cơ thể Mục Trần toát ra dao động quen thuộc, khá giống lôi thần thể nhưng so với lôi thần thể mạnh hơn nhiều. Trong quảng trường Bắc Minh, mọi người ai lấy xung động không kém, trưởng lão cũng nghiêm trọng mặt mày. Dao động này, Thái Thượng viện trưởng nhèo mắt nhẹ giọng, là sức mạnh hắc thần lôi. Cơ thể tổ tử kia ẩn chứa một tia hắc thần lôi, thật là bừa bãi. Tuy chẳng biết từ đâu hắn có hắc thần lôi, bất quá từ đó chí tôn cảnh cũng không dám chạm, thế mà hắn là dám đưa nó vào trong người. Hà, thần quyết luyện thể của hắn nhìn rất quen nha. Thái Thường viện trưởng cười không nói thêm, mắt nhìn Mục Trần càng hứng thú. Xem ra Bắc Thương Linh viện lại có thêm một tiểu quái thai. Mục Trần ngẩng đầu, hắc lôi thủy vẫn chảy ra, nhìn Cổ Thiên Viêm cất giọng khàn đặc, tiếp tục đi. Chân bước tới, đất rung núi chuyển. Chương 328, huyết đấu. Dao động linh lực đầy tính hủy diệt toát ra từ cơ thể Mục Trần, tiếng sấm ầm ầm không ngừng rền vang, khiến thiên địa trở nên u ám thất thường. Vô số ánh mắt nhìn theo dòng nội tường chảy trên người Mục Trần, tự nhiên cảm thấy an tâm thêm một chút. Tuy ánh mắt họ nhìn hắn kỳ quái, nhưng biểu hiện Mục Trần là vượt xa kỳ vọng của họ. Tần Sinh giờ mạnh thế này rồi sao? Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cũng kinh ngạc chẳng kém. Họ chẳng thể nào tưởng tượng một tân sinh thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ có thể khiến Cổ Thiên Viêm thê thảm tới vậy. Trầm Thương Sinh nhìn qua Lý Huyền Thông, mặt cho thấy bản lĩnh mà Mục Trần chưa thi triển ngay cả họ cũng chưa hề biết. Bất kể thế nào đó là tin rất tốt. Cục diện hiện tại dường như nghiêng về phía họ.
Cổ Thiên Viêm ngưng thần nhìn Mục Trần trong hình thái đáng sợ, khí tức hủy diệt khiến bản thân hắn hơi hoảng sợ. Sức mạnh này không đời nào xuất hiện từ cơ thể tên tân sinh hóa thiên cảnh sơ kỳ mới phải chứ. Hít sâu một hơi, bàn tay linh lực lượn lờ rực đỏ bùng lên thiên không. Lúc này cũng không còn gì để giữ lại nữa. Bùm, Mục Trần đột ngột tiến lên, đất đá rung chuyển, sấm đánh vàng rội, hắn như hóa thành tia chớp đèn bắn đi. Cổ Thiên Viêm tay càng siết chặt, linh lực ảo ảo hội tụ đến, hình thành ngọn lửa hỏa thương. Xoẹt, vùng tay múa hỏa thương bắn ra, hỏa thương như mũi tên lửa xuyên qua không khí. Dao động mạnh mẽ cuồng bạo hướng thẳng Mục Trần. Nhưng Mục Trần chẳng hề có ý tránh né. Vùng quyền, hắc lôi bao trùm bàn tay, mạnh mẽ đấm vào mũi hỏa thương. Bang, ngọn lửa hỏa thương kia uy lực thừa sức đâm thủng qua người một cường giả hóa tiên cảnh hậu kỳ, lại bị Mục Trần một quyền đánh bay. Hỏa lửa tung tóe đầy trời, Mục Trần vượt qua tốc độ cực cao, vừa lẽ ra là ngay trước mặt Cổ Thiên Viêm. Ầm ầm, không chút khách khí, không chút do dự, quyền phong đầy lôi đình của Mục Trần đã để lại vô số tàn ảnh ngập trời bao phủ Cổ Thiên Viêm. Mỗi một quyền đều đáng sợ dị thường, không khí như phá nát trước quyền kinh thiên liên miên đó. Bình thường Mục Trần triển khai công kích cẩn thận như vậy, Cổ Thiên Viêm sẽ cho rằng hắn quá ngu xuẩn, thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng hiện tại Cổ Thiên Viêm chẳng dám khinh thường, vì lôi tương cực kỳ khủng bố khiến hắn không tự chủ mà thấy kinh sợ. Linh lực đỏ rực xuống mánh tuôn ra, một tầng linh thể đỏ bọc bao lấy hắn. Đó là linh lực ngực ngừng tụ đến trình độ dày đặc, hình thành nên. Chiến ý Cổ Thiên Viêm bắt đầu mạnh hơn, miệng gầm nhẹ quyển phong gào thét, trong biển nửa ngùn ngụt là mạnh mẽ đánh ra. Bình bốp chát bụp, quyền kình đối nhau liên miên bất tận như là mưa sao băng, dao động kinh lực, kình lực kinh người đáng sợ. Khán giả chỉ có thể thoáng thấy qua hắc lôi tường và linh lực rực lửa bắn ra, hai người điên cuồng chiến đấu khốc liệt khiến mặt đất xung quanh bị đánh lõm thành từng cái hố sâu. Khán giả cứng lưỡi nhìn hai bóng người điên cuồng chiến đấu trong linh lực cuồng bạo, quyền kình đáng sợ toa ra khí thế khiến họ cảm thấy như lột da xẻ thịt, hoảng hốt kinh hồn. Ai mà ngờ được vòng chiến bên này lại ác liệt tàn khốc như thế. Uỳnh, hai người mắt đỏ ngầu chiến đấu đến điên loạn tông mạnh vào nhau. Một vòng khí lãng bùng phát, đất đá là tả bị chấn bay sạch sẽ. Ầm ầm, mắt Mục Trần như thể có hắc lôi hủy diệt, lôi tường mấp máy trên người sức mạnh hủy diệt toát ra không ngớt. Bàng, hai nắm đấm trên tay là một đỏ một đen lần nữa đối chiến. Khí lãng bùng lên, nhất thời sắc mặt Cổ Thiên Viêm biến đổi, tầng tinh thể đỏ bọc lấy nắm tay nứt ra một đường. Dao động ẩn chứa trong hắc lôi tường đầy tính hủy diệt lại không ngừng thấm vào cơ thể khiến cho linh lực trong khí hải bị tán loạn nhanh chóng. Lùi, một tiếng gầm mãnh liệt từ Mục Trần vang, tầng tinh thể Cổ Thiên Viêm bị chấn vỡ, thân hình bị đánh bay ngàn trượng. Cổ Thiên Viêm bị đánh lùi, Mục Trần bị phản chấn lún sâu vào đất ngập đến thắt lưng. Hắn đánh bay cả Cổ Thiên Viêm, quang linh quang sơn đám. Quanh linh quang sơn, đám khán giả kích động theo. Chẳng ngờ là Mục Trần lúc này lại đáng sợ đến thế, chính diện ngạng đấu lại có thể đẩy lùi Cổ Thiên Viêm. Mục Trần chống tay xuống đất, nhấc mình chui lên, hắc lôi tường nhỏ giọt chảy xuống. Ngẩng đầu nhìn Cổ Thiên Viêm ở xa tận chân trời, người kia không còn cái vẻ thong dong như ban đầu. Hai nắm đấm không ngừng nhỏ máu, quần áo tả tơi, bộ tóc đỏ rực cũng bị cháy đen không ít. Sức mạnh khi kích nổ hắc thần nội trời mang đến vượt xa dự kiến Mục Trần. Lực lượng quá ư cuồng hãn cùng bá đạo, dù rằng hắn tu luyện lôi thần thể, thế nhưng cơ thể cũng mang thương tích không hề nhẹ. Nếu hắn không tu luyện thần quyết đó e rằng giờ chỉ còn là nắm cho đen. Dù vậy hắn cũng không thể kiên trì quá lâu, thân thể hắn căn bản không chịu nổi hắc thần nội tàn phá. Phải tốc chiến tốc thắng, đau nhức khiến hắn càng bình tĩnh hơn, không có thời gian đắc ý trước thượng phong vừa giành được, mắt lóe sáng quyết định giải quyết cấp tốc. Ầm, thình lình từ trên cao áp lực cực mạnh nóng bỏng ép xuống, Mục Trần ngẩng đầu bầu trời như bị đốt cháy rực lửa. Xa xa không trung, Cổ Thiên Viêm lơ lửng trên tầng trời, mắt phừng phừng lửa đỏ, giọng nói âm trầm vang khắp chân trời. Mục Trần, người có thể dùng thực lực hóa thiên cảnh bức ta thế này có lẽ người là người duy nhất. Ta bội phục năng lực của người, trận chiến này nếu người tiếp được ta một chiều kế tiếp thì người thắng. Cổ Thiên Viêm quát, tay lập tức kết ấn, ấn pháp biến đổi,
linh lực ngập trời hội tụ vào trong tay hắn. Một thanh trưởng kích to đến 10 trượng, đỏ rực lồi phừng phừng hình thành trong tay Cổ Thiên Viêm. Như một con viêm lòng lượn lờ quanh trưởng kích, hình dáng dữ tợn, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ. Rào. Viêm lòng gầm lên, không khí trở nên nóng bỏng khổ sát. Cả chiều đó cũng đã đến dùng. Lâm Tranh cùng Chu Thanh Sơn đều biết Cổ Thiên Viêm khá rõ, dĩ nhiên chỉ biết biểu hiện. Biết là hắn ta sử dụng đến công kích cực mạnh của mình. Vốn khi bắt đầu ai cũng nghĩ Cổ Thiên Viêm có thể nắm chắc thắng lợi, nào ngờ bị dồn ép đến mức này. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chăm chú quan sát thiên không. Cả hai đều biết vòng chiến đã đến cực độ này, thì dù Mục Trần có thua hay không, không ai dám dị nghị một tiếng. Xem chiều cuối cùng, Cổ Thiên Viêm mặt mày tái đi sau khi triệu hồi ra viên nòng kích. Mắt đỏ ngầu, hiếu chiến nhìn Mục Trần, cánh tay rung lên, trường kích phát ra, lửa đỏ ngập trời. Đại Thiên Viêm nòng kích. Gào, biển lửa phừng phừng vang lên tiếng long ngâm trầm thấp. Ngọn lửa bùng cháy khắp nơi, viêm nòng kích như một cái tia chớp đỏ xoẹt qua sân chân trời, hùng ác hướng thẳng tới Mục Trần. Viêm nòng dương nanh múa vuốt, long ngầm kinh sợ thiên địa. Mục Trần ngẩng lên, kình phong nóng cháy khiến cho không gian biến dạng, đất trời khô cạn. Nhưng mà đôi mắt hắn vẫn tràn ngập lôi đình cuồng bạo. Hai tay hợp lại, hắc lôi tường chảy dọc trong tay cấp tốc kết ấn. Linh lực toát ra sau lưng, hình thành một dải tinh tú. Linh lực cuồn cuộn tạo thành bạch hổ huyền vũ. Chân đứng trên tinh tú cổ lục xuất hiện. Uầm, mù, đồng thời gào thét. Quanh thân tràn ngập hắc lôi chúng là dũng mãnh lao lên. Một rồng, một hổ, một rùa. Đối chiến khốc liệt, ba con linh vật hình thành từ linh quyết ầm ầm tông mạnh vào nhau. Chương 329 thắng. Thiên địa biến sắc, khán giả chăm chăm dõi mắt theo vòng chiến khốc liệt trên cao. Hai đấu sĩ đáng sợ tung ra đòn quyết định, như những ngôi sao trổi xuyên phá trường không đùng đùng đánh nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp cả thú liệp trường. Cường quang cực kỳ chói mắt như vải mặt trời gộp lại, ánh sáng mãnh liệt phá tan sắc tối trong trời đất, khiến mọi người cảm thấy hư ảo khó lường. Ầm, rồng, hổ, rùa, ba luồng linh lực hoàn toàn bộc phát, một vụ nổ mang đến sóng siêu xung kích phóng ra, không gian như sụp đổ. Phong bạo kinh người lối liền từ mặt đất đến tầng mây. Linh lực càng lúc càng cuồng bạo, thậm chí chính phong bạo cũng bắt đầu uốn éo bất ổn, khó có thể duy trì được lâu. Bùm, phong bạo uốn éo cực hạn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, phong bạo đã lộ kinh thiên đẩy văng tất cả phạm vi ngàn trượng. Một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng, lực trùng kích kinh khủng đó, Mục Trần và Cổ Thiên Viêm hứng đầu tiên, dù là cố tận lực phòng ngự vẫn bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm, cả hai bị bay hai ngược hướng, xuyên thủng những cái đỉnh núi xa xa trên đường bị đánh bay đi. Quỳnh, cả hai bị lún sâu vào hai vách núi cách nhau rất xa, đá núi sạt lở vùi lấp tất cả. Đám khán giả cũng bị văng miệng vạ lây. Vài người đứng gần chẳng kịp chạy trốn, xui xẻo bị chấn hộc máu, ép bẹp dí xuống mặt đất. Cũng may chỉ là dư chấn không bị tổn thương quá nặng, lát sau phong bạo yếu đi rồi tan mất. Khán giả hỗn loạn cũng phục hồi bình tĩnh, mắt nhìn đỉnh núi chọc trời chỗ linh quang đài. Bên đó gần như là hoàn toàn bị hủy diệt, đất đá ngổn ngang. Hai người ngạnh đấu suýt chút nữa khiến cho ngọn núi này bốc hơi mất. Cảnh tượng đó khiến không ít kẻ kinh hãi khiếp sợ. Hai người kia lực phá hoại quá ư khủng bố. Cả hai đâu rồi? Có người nhớ đến hai nhân vật chính vội nhìn hai hướng nghịch nhau. Nơi hai đỉnh núi đều đang sụp đổ. Đám đệ tử tham gia thú liệp chiến rất lo lắng. Mục Trần thắng bại ra sao, quan hệ mật thiết tới linh quang quán đỉnh. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hiện tại còn chưa ra tay vì cả hai đợi kết quả chỗ Mục Trần. Chỉ cần Mục Trần đạt được một trận hòa, cơ bản phần thắng là nghiêng về phía đệ tử. Nếu Mục Trần thua, ba trận thua một, muốn nghịch chuyển rất khó. Dù sao Lâm Tranh cùng Chu Thanh Sơn đều rất đáng ngại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mặt nghiêm trọng, mắt quan sát nhìn hai ngọn núi đổ nát, với định lực của họ cũng không tránh khỏi hồi hộp. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cho thấy họ rất chú trọng kết quả. Bất giác thiên địa trở nên an tĩnh, không khí đầy áp lực. Không khí quảng trường Bắc Minh cũng thế, mọi người là không rời mắt nhìn quầng sáng trên cao. Chiến cục vừa rồi cũng ai ai rung động, nhưng mà nói gì thì kết quả mới là quan trọng nhất. Rầm rầm,
Ngọn núi bên kia một đống đá ầm ầm đổ xuống thu hút chú ý mọi người, luồng sáng đỏ rực bắn lên không. Là cổ thiên viêm, có người kinh hô. Hào quang đỏ rực tan biến, thân ảnh cổ thiên viêm xuất hiện, người ngợm đầy máu, mặt mày tái xanh, linh lực quanh thân phập phủ yếu ớt. Đối chiến kinh thiên khi nãy với cổ thiên viêm cũng chẳng hề dễ dàng thoải mái. Đám đệ tử thấy cổ thiên viêm hiện bất giác tuyệt vọng, dù hắn trọng thương vẫn là chưa đến mức vô lực tái chiến. Còn Mục Trần vô vọng đưa mắt nhìn ngọn núi không hề có động tĩnh, lòng thấp thỏm vô cùng, lại tiếp tục yên lặng. Cóc cóc, vài hòn đá đột nhiên lăn xuống, và người tròn mắt, một dòng dung nham chảy ra rồi một tia chớp đen mỏng bay lên cao. Bóng người lảo đảo lắc lư đứng trên không, đó là Mục Trần, thân thể cũng tàn tạ chẳng kém cổ thiên viêm. Máu me đầy mình nhưng vết thương còn thê thảm nghiêm trọng hơn cả cổ thiên viêm. Dù bản thân trọng thương hắn vẫn đứng thẳng đó, áo quần rách rưới theo gió lất phất, dáng vẻ thê thảm cũng không khiến hắn mất nhuệ khí ngút trời. Mắt ảm đạm vì thương thế nhìn cổ thiên viêm, sắc thái như sói như hổ bị dồn đến đường cùng. Khán giả kinh ngạc nhìn thân ảnh đầy máu vẫn đứng yên vững trên không trung, sự im lặng kéo dài vây kín khắp nơi rồi thình lình bị phá vỡ bởi vô số tiếng reo hò vang dậy. Đối mặt công kích mạnh nhất của cổ thiên viêm, Mục Trần đủ sức chống đỡ, hắn không bị đánh bại. Mọi đệ tử đều kích động reo vang, tay vỗ liên hồi, mắt tôn sùng hướng Mục Trần, không khác đối với Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Quá lợi hại, Vương Thống cũng phấn khích cực kỳ kính cẩn, biểu hiện Mục Trần hoàn toàn chinh phục sự nể trọng của ba huynh đệ họ. Họ cũng không biết chỉ họ mà rất nhiều đệ tử Bắc Thương Linh Viện hôm nay cũng tôn sùng Mục Trần không kém Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Cả Tô Huyền Hạc đều để bị hắn bỏ xa. Tô Linh Nhi là hò reo nhảy nhót, mặt đỏ bừng kích động, tay nắm lấy Tô Huyền. Tình huống lúc nãy khiến cô nàng đứng tim, nếu hắn mà bại thật khiến nàng buồn chết mất. Tô Huyền cũng gật gù mắt mỉm cười nhìn Mục Trần. Ai mà ngờ được tên tân sinh vài tháng trước còn vô danh ở Bắc Thương Ninh Viện thì này lại. Có lẽ hắn chính là tân sinh tiến bộ nhanh nhất từ xưa tới nay tại Bắc Thương Ninh Viện. Lạc Ly không kích động nhưng người khác chỉ yên lặng nhìn hắn, môi khẽ nhếch. Nàng luôn tin rằng thiếu niên mà nàng yêu chắc chắn sẽ đến lúc tỏa sáng chói mắt. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, sau lại cũng không khác. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài, cả hai gật gù tán thưởng. Hắn làm cho hai người phải nhìn bằng con mắt khác. Cổ thiên viêm phức tạp nhìn Mục Trần, dù hắn thê thảm tè tua, ánh mắt sáng ngời, tiếng reo hò vang dậy tung hề hắn không ngớt. Cổ thiên viêm chỉ đành thở dài. Trước kia khi còn là đệ tử, bản thân hắn cũng từng được tung hô như thế, được mọi người tán thưởng ca ngợi. Nhưng giờ thời thế đổi thay. Cổ học trưởng chiến tống khoai chưa? Nếu chưa đủ ta vẫn có thể phụng bồi tiếp. Mục Trần gian nan cười cất tiếng. Cổ thiên viêm cười khanh khách chợt thả lỏng phòng bị rồi khoát tay. Quên đi, lúc nãy mà chiến tiếp chỉ khiến người khác. Lúc này chiến tiếp chỉ khiến người ta cười nhạo ta. Trước đó đã nói nếu người tiếp được chiêu đó, trận này người thắng. Sắc mặt cổ thiên viêm trần thành thật thà, giọng không kìm được vàng khắp nơi. Trận này ta thua. Thái độ của hắn là thấy đặt Mục Trần ở vị trí ngang hàng, không hề đối đãi như một tân sinh thực lực chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Cổ học trưởng, đà tạ. Mục Trần không vênh váo láo toét, chỉ gật đầu cảm ơn. Trên quả thế này hắn liều mạng mới có được, thật đáng giá. Nơi họ vừa dứt, tiếng hoan hô lần nữa là có được gì vang lên, vô số người kích động sôi trào. Mục Trần thắng, Mục Trần thắng, thanh âm vang lên không dứt. Thậm chí quảng trường Bắc Minh, những đệ tử không đủ tư cách tham gia thú liệp chiến cũng kích động vô cùng. Diễn biến trận đấu vừa nãy khiến họ kinh hồn táng đảm, nhiệt huyết sôi trào. Các trưởng lão cũng gật đầu tỏ ra hài lòng khi được xem trận chiến vừa diễn ra. Viện trưởng, xem ra Bắc Thương Linh Viện chúng ta lại thêm một tiểu yêu nghiệt thật đáng mừng. Một trưởng lão cất tiếng vui vẻ nói chuyện với Thái Thương Viện trưởng. Thái Thương Viện trưởng cũng mỉm cười, nhìn quần sáng trên cao chậm rãi nói. Thánh Linh Viện vì một cơ huyền mà không tiếc thủ đoạn giờ cho bị ổi. Bất quá ta cũng nói cho chúng biết, Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện chúng ta không yếu hơn cơ huyền chút nào. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cười lớn, xoay lại nhìn hai vị trấn thủ giả Lâm Tranh cùng Chu Thanh Sơn. Cũng đến lúc chúng ta rồi. Chương 330 kết thúc. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông nhìn về đối thủ của mình, sắc mặt thoải mái hơn trước nhiều. Vì đối chiến cấp độ này họ tự tin vào năng lực bản thân. Dù Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn không đơn giản nhưng không ai dám nói tuyệt đối có thể thắng họ.
cũng có thể thổ hòa mà không khó chút nào. Ba trận Mục Trần đã thắng một, dù cho hai người bọn họ có sờ sẩy thua một trận, kết quả vẫn hòa mà thắng. Nhưng mà cái chuyện đó đương nhiên khó mà xảy ra. Lúc nãy Mục Trần liều mạng đấu thảm thiết thắng được một trận, bất cứ ai trong hai người mà thua thì thật là mất mặt khó coi. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn liếc nhau bất đắc dĩ cười mếu, không ngờ cục diện lại trở nên khốc liệt thế này. Quang Linh Sơn Quang, tiếng hoan hô vang dậy dần dần tan. Ánh mắt mọi người hưng phấn nhìn hai nơi lổ ra chiến đấu. Có chiến thắng mấu chốt của Mục Trần, gần như hải này họ là vượt qua được một nửa. Tiếp đó Trần Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ cần không sơ sẩy, thắng lợi nhất định là của họ. Mục Trần cũng bình tĩnh lại, chuyện tiếp theo đã không còn phần của hắn. Mọi thứ chỉ có thể thì hắn đã làm hết sức. Ngay khi thân thể thả lỏng, cảm giác suy nhược khắp thân thể lan tràn, khiến hắn bất giác lảo đảo xây sầm mặt mày. Một mùi hương thanh nhã từ đầu bay đến, Lạc Ly xuất hiện cạnh Mục Trần, chẳng hề nề nà thân thể đầy máu của hắn. Tay trắng nón đỡ lấy tấm lưng, kéo hắn dựa vào thân hình mềm của nàng. Lạc Ly nhìn vết thương tàn nát của Mục Trần, nó đều là do sức mạnh Hắc Thần Ôi tạo thành, khó mà tưởng tượng đau đớn Mục Trần phải chịu để trả giá cho sức mạnh. Không sao chứ? Lạc Ly thủ thỉ hỏi thăm, mắt cực kỳ đau xót. Lúc thấy Mục Trần liều mạng chiến đấu, nàng là muốn lao đến giúp hắn, nhưng nàng biết chuyện đó nàng không thể nhúng tay. Lòng tự trọng nam nhi chính là trách nhiệm. Trách nhiệm mà Mục Trần nhận lãnh, hắn cần dốc sức gánh lấy. Và hắn không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, kể cả Na Lang. Mục Trần cười khẽ, vươn tay bắt lấy eo thon của Lạc Ly, cả người dựa vào nàng, hơi run rẩy vì đau nhức, nhưng cái run rất nhỏ, người ngoài chẳng ai thấy được, chỉ có Lạc Ly kể sát hắn mới cảm thụ được, không khỏi càng đau lòng. Chuyện tiếp theo không còn cần ta nữa. Mục Trần nhìn trên cao, kết quả cuộc chiến ra sao hắn cũng không cần chịu trách nhiệm. Bước quan trọng nhất người đã hoàn thành, trận chiến này không còn lâu nữa đâu. Chúc mừng người, từ nay về sau trở thành nhân vật hàng đầu chân chính Bắc Thường Linh Viện. Từ đó ta chẳng cần, nàng vì ta gia nhập Bắc Thường Linh Viện vốn là tiêu phí không ít thời gian tu luyện. Tuy ta chẳng làm được gì, nhưng cố hết sức cho nàng bớt hao tổn. Người khác có hay không có linh quang quán đỉnh ta chẳng màng, là không thể không có. Lạc Ly bất chợt run, chẳng lẽ bởi vì nàng mà hắn mới liều mạng như vậy sao? Ta đâu có hao tổn gì, ngược lại nhiều năm nay thời gian ở Bắc Thương Linh Viện khiến ta vui vẻ hạnh phúc nhất. Lạc Ly khẽ cười, Mục Trần cũng cười, tay ôm chặt lấy người con gái như muốn hòa vào thân thể nàng, tận hưởng cảm giác ôn hương nhu nhuyễn. Mục Trần nhìn hai cái vòng chiến đấu trên cao, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chậm rãi tiến lên. Ầm, linh lực hùng hậu bùng phát, uy áp cường đại tuôn ra, thiên địa hoàn toàn bị bao phủ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều chuẩn bị dốc toàn lực. Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn bình tĩnh đối diện uy áp cường đại. Lâm học trưởng, Chu học trưởng cả hai cùng lúc ôm quyền quát khẽ. Chỉ giáo. Đồng lời vừa dứt là hai người lướt tới, linh lực lập tức ngừng tụ. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn nhìn hai đối thủ hung hổ bạo ngược tới, từ xa rắc nhau bất đắc dĩ nhún vai, rồi lắc mình bắn lui, hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Đối diện thế công hai người kia họ lùi lại. Chuyện gì thế? Tiếng thắc mắc kinh ngạc vang. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông tuy mạnh, hiển nhiên không đủ khả năng khiến hai người kinh sợ mà thối lui. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng nghi hoặc ngừng lại, nhìn hai đối thủ không hề có chút chiến ý, mày nhíu lại không hiểu. Lâm Tranh cười khì, không cần đánh nữa. Ai cuối cùng này các người đã vượt qua. Chu Thanh Sơn nhún vai cười. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông giật mình sửng sốt. Đám khán giả là giật bắn người, nhất thời không hiểu được tin tức. Sau đó là tiếng hoan hô dậy núi. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn chủ động nhận thua. Vậy là mọi người là vượt ải cuối cùng, đều nhận được linh quang quán đỉnh. Công sức thu thập linh quang chẳng uổng phí. Bỏ cuộc sao? Mục Trần kinh ngạc không quá có hiểu. Lâm Tranh và thua xanh Chu Thanh Sơn, thực lực chỉ ngang Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Dù toàn lực ra tay cũng khó mà thắng. Kết quả này nói chung chẳng đổi được gì. Ba trận Mục Trần thắng một, hai người kia thủ hòa. Nếu không đổi thì cũng không cần đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm gì. Nhưng Lâm Tranh rõ ràng như vậy khiến Mục Trần kinh ngạc. Vốn nghĩ ít nhất phải đánh một trận trước, rồi có chấm dứt cũng chưa muộn, đầu ngờ là chưa đánh đã hàng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì trẻ mùi chép miệng. Đối với hai người kia không thích dây thì cũng cảm thấy khó chịu. Bọn họ muốn đấu một trận thống quá, nhưng Lâm Tranh lại không cho họ cơ hội. Vậy là xong được sao? Trầm Thương Sinh thả lỏng khí thế, cất
tiếng nói. Lâm Tranh cười gật đầu, búng tay bắn ra một tia linh lực bay lên cao, nổ tung không gian nơi đó hơi biến dạng. Hai lão nhân xuất hiện. Hai lão nhân hiện thân lập tức lên tiếng. Nếu Lâm Tranh đã chủ động bỏ cuộc, ai cuối cùng theo quy định tất cả đệ tử được thông qua cơ duyên linh quang quán đỉnh đều là ban phát cho tất cả mọi người. Nghe hai lão xác nhận cuối cùng, vô số đệ tử mừng rỡ reo hò. Hai trưởng lão nhìn qua Mục Trần, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nói: ba người các người đại diện trận đánh cuối cùng nên có phần thưởng. Một người vung tay lên, ba luồng sáng nào đến trước mặt ba người, hình thành ba lỗ hổng không gian. Bên trong mỗi lỗ hổng là một tinh thể trong suốt lấp lánh, dao động linh lực tinh khiết và cường đại. Đây là tinh thể linh vương, xét độ hùng hậu của linh lực còn mạnh hơn quả tinh thể mà Mục Trần nhận được sau khi giết linh vương lúc trước. Linh quang quán đỉnh của các người sẽ khác. Ba ngày sau đến hình điện, sẽ có trưởng lão tự thân xuất thủ tiến hành linh quang quán đỉnh cho các người. Một vị trưởng lão cười. Đệ tử xung quanh thần tình hâm mộ cũng hiểu thành quả ba người kia nhận được là xứng đáng. Nếu không có họ, đám đông ở đây chẳng ai có tư cách nhận linh quang quán đỉnh. Mục Trần nhìn tinh thể trước mặt ôm quyền nói. Hai vị trưởng lão, không biết linh quang quán đỉnh đặc biệt có thể nhường cho người khác được không? Lạc Linh nghe vậy nhất thời sắc mặt đổi, nhưng Mục Trần nhanh mắt ngăn lại. Hai vị trưởng lão sửng sốt, chợt liếc nhìn Mục Trần cùng Lạc Ly, tỏ vẻ hiểu chuyện cười nhạt. Linh quang quán đỉnh đặc biệt này thật ra không chỉ các người có đủ tư cách nhận, chỉ cần bất kỳ ai có tinh thể linh vương đều là đủ cơ duyên có. Mục Trần sáng mắt lập tức lấy ra lửa khỏa tinh thể linh vương, Lạc Ly cũng nhanh lấy ra một lửa của mình, cả hai gộp lại hoàn mỹ thành một khỏa. Lạc Ly giơ tay đón nhận khỏa tinh thể đầy đủ, sáng dịu dàng tỏa ra khiến cô gái càng tuyệt sắc. Hai vị trưởng lão, thế này được rồi chứ? Mục Trần cười. Mục Trần, linh quang quán đỉnh tinh thể càng nhiều thì càng mạnh, hiệu quả càng cao. Hai vị trưởng lão thấy Mục Trần chẳng do dự đưa một lửa tinh thể linh vương cho Lạc Ly không khỏi tỏ ra kinh ngạc nhắc nhở. Mục Trần không nói gì, linh quang quán đỉnh quan trọng sao có thể quan trọng bằng Lạc Ly. Lạc Ly nắm lấy tay Mục Trần, mắt dịu dàng trìu mến. Hai vị trưởng lão không nói thêm gì về Mục Trần, thanh âm vang rền khắp nơi. Trận chiến cuối cùng kết thúc, hiện tại ta chính thức tuyên bố Thú Liệt chiến năm nay kết thúc tốt đẹp. Thình lình trên bầu trời vô số tia sáng rực rỡ chiếu rọi bao phủ mọi người. Mục Trần giang tay đón nhận luồng hào quang từ trên cao, nhìn ra không gian lớn ở nơi đây, nhất thời thở vào như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài.